Lần cuối cùng con gặp ba, ba có nói chữ Hằng. Cái chữ Hằng đó chính là tên bà Hằng. Con biết bà Hằng là ai không? Dì nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ vậy dì? Tên của mẹ con, ba con không kêu, đi kêu tên bà Hằng là làm sao? Dì đâu có rảnh. Cái này là do chị Hai hỏi anh Hai, rồi anh Hai mới nói là anh Hai xác nhận, đúng không? Thôi, để dì pha ly nước chanh cho uống giả rượu. Ba không nói được nhiều, ngay cả tên của mẹ, mình hay Thảo ba cũng không gọi. Chỉ nói tên của bà Hằng, nhất định là có nghĩ gì đó. Mình cũng nhớ hồi nhỏ, lúc mẹ đang mang thai con Thảo thì ba mới được thả ra. Ba, ba về rồi hả? Con nhớ ba lắm. Anh ơi. Ba. Con. Thằng khốn nạn. Hả? Mày, sao mày dám vu khống cho anh Đạt hả? Chị bình tĩnh đã. Cô im đi. Cô bình tĩnh lại đi. Chính thằng Đạt là người vu khống cho tôi. Bây giờ đã có lệnh truy nã nó rồi. Cô biết nó ở đâu, kêu nó ra đầu thú đi, sẽ được giảm nhẹ tội đó. Mày, mày đừng tưởng là tao không biết. Chính cha vợ của mày đã chạy án cho mày. Tao nhất định sẽ khởi kiện mày và minh oan cho anh Đạt. Em có sao không vậy? Em đau bụng quá. Bác sĩ. Em, ráng lên đi em. Mẹ ơi, ráng lên đi. Dù ba mẹ luôn tránh nhắc về chuyện này, nhưng hơn 10 năm trước, lúc ông bà ngoại còn sống, đã từng kể lại với mình. Năm xưa, ông ngoại không hề chạy án cho ba. Tuy nhiên, bà Hằng đó cứ một mực tin tưởng chồng, rồi đổ oan cho ba. Có thể đến tận bây giờ, bà vẫn còn thù hận ba. Không lẽ chính bà Hằng đó đã hại ba? Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.